Xin chào quý vị và các bạn đã đến với thời lượng của bản tin 24 giờ. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn để mang đến cho quý vị và các bạn những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ. Sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bão số 2 nhanh chóng suy yếu khi càn quét Trung Quốc. Trung Quốc công bố hoàn thành đập Tam Hiệp sau 26 năm khởi công. Trung Quốc đặt mục tiêu ngang hàng quân đội với Mỹ vào năm 2027. Indonesia khẳng định không trở thành căn cứ quân sự của Trung Quốc và Mỹ. Thưa quý vị, sau khi càn quét khu vực phía nam chính của đảo Hải Nam Philippines và khiến cho ít nhất 10 người dân thiệt mạng, siêu bão số 2 đã nhanh chóng suy yếu thành bão nhiệt đới và tiếp tục di chuyển về hướng đông. Theo cơ quan khí tượng địa lý và thiên văn Trung Quốc, bão số 2 được dự đoán là cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2023, đã nhanh chóng suy yếu sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung Trung Quốc vào ngày thứ Sáu vừa qua. Theo thông báo của cơ quan vào lúc 4 giờ sáng ngày 7, bão số 2 đã trở thành một cơn bão nhiệt đới với tâm bão nằm cách Trung Quốc khoảng 100 km về phía tây nam. Siêu bão số 2 cũng được dự báo là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung Quốc, sau khi suy yếu, bão đang tiến vào Biển Đông với sức gió 125 km/h và giật 170 km/h. Bão số 2 cũng là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào sau bão Haiyan năm 2013, khiến cho 6.300 người thiệt mạng. Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết một cơn bão khác mang tên Asani, bão số 2 cũng đang tiến gần Trung Quốc. Trung bình Trung Quốc sẽ hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, gây thiệt hại nặng nề về người và kinh tế. Tuần trước, bão số 1 đã khiến cho 22 người Trung Quốc bị thiệt mạng khi càn quét qua các tỉnh phía nam của Trung Quốc. Cơn bão này sau đó đã tiến vào Biển Đông và đổ bộ vào Việt Nam, khiến hàng chục người phải thiệt mạng và mất tích. 26 năm kể từ khi khởi công dự án năm 1994, cùng với hàng loạt những sự cố và tranh cãi gây rúng động trong dư luận, hôm vừa qua, chính quyền Trung Quốc mới chính thức công bố đã hoàn thành dự án Tam Hiệp, khẳng định con đập đã vượt qua tất cả các khâu kiểm tra và hiện đang vận hành trơn tru. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các quan chức từ Bộ Thủy lợi cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, sau khi hoàn thành dự án Tam Hiệp đã trở thành dự án thủy điện toàn diện nhất. Những quan chức này khẳng định, qua quá trình theo dõi, mọi công đoạn của đập Tam Hiệp như xả lũ, tiêu năng, chuyển dòng nước, phát điện và các công trình phòng hộ đang hoạt động an toàn và ổn định. Nhà máy phát điện Tam Hiệp cũng là một nhà máy thủy điện lớn nhất với tổng công suất lắp đặt lớn nhất thế giới. Tính tới cuối tháng này, nhà máy điện Tam Hiệp đã tạo ra 1.354 tỷ kWh điện, thúc đẩy cung cấp điện ở phía đông của Trung Quốc cùng các tỉnh Quảng Đông ở phía nam, cũng như khu vực khác ở đất nước. Dự án Tam Hiệp cũng được giới chức Trung Quốc đánh giá là một sự cải thiện đáng kể với điều kiện giao thông trên tuyến đường thủy sông Tứ Xuyên. Kể từ khi chạy thử vào tháng 6 năm 2003, sản lượng vận chuyển hàng hóa ở khu vực này đã tăng lần đầu 1 triệu tấn vào năm 2011 và đạt 142 triệu tấn vào năm 2022. Các quan chức chính quyền địa phương của Trung Quốc báo cáo thêm rằng tổng cộng 1,3 triệu cư dân được di dời trong quá trình xây dựng dự án và khẳng định đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện điều kiện sống của họ. Thưa quý vị, chuyên gia cảnh báo nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, 500 triệu người sẽ không có đường chạy. Vào sáng sớm ngày thứ Năm vừa qua, trạm phát điện ở huyện Đan Ba, khu tự trị Cam Tư tỉnh Tứ Xuyên nằm ở thượng du của đập Tam Hiệp đã bị cuốn trôi và kéo theo sạt lở đất đá. Đoạn video cho thấy một dòng chảy khổng lồ đổ từ thượng nguồn đổ xuống, các ngôi làng đều đã hoàn toàn biến mất và một trận lở đất đá bất ngờ từ đỉnh núi đã nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng. Học giả kinh tế Sai Jing Leng Yan đã đăng trên Twitter rằng thượng lưu của Tam Hiệp, khu vực tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh ngập lụt nặng, các hồ chứa nhỏ bị vỡ và đập Tam Hiệp đang gặp nguy hiểm. Ông Hoàng Tiểu Khôn của Học viện Nghiên cứu Xây dựng Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo với bạn bè của ông trên WeChat rằng: "Tôi nói lần cuối cùng đấy, ai ở Nghi Sương và các khu vực phía dưới thì mau chạy đi." Tiến sĩ Phương Duy Lạc, chuyên gia về đập thủy điện cũng đang sống ở Đức, nói rằng nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp vẫn luôn tồn tại. Ông Phương Duy Lạc nói: "Trung Quốc có khoảng 100.000 con đập chứa nước, nhưng ít nhất hơn 40% trong số đó là không an toàn. Việc xả lũ sẽ gây ra hiệu ứng vỡ đập như Tam Hiệp." Các quan chức của Bộ Tài nguyên Đức Trung Quốc cũng thừa nhận tại một cuộc họp báo rằng trong số 98.000 con đập chứa nước của Trung Quốc đang gặp nguy hiểm ở mức độ khác nhau. Tình hình lũ lụt năm nay rất phức tạp. Ông Vương Duy Lạc bày tỏ, lúc trước những người đã ủng hộ nghị quyết của Đảng Cộng sản Trung Quốc để xây dựng đập Tam Hiệp, vậy bây giờ các ngươi phải chịu hậu quả, trừ khi phá bỏ cái đập Tam Hiệp này đi. Các anh nói chính phủ có biện pháp sao? Họ chẳng có biện pháp nào cả, chạy đi đâu bây giờ? Không còn đường nào để thoát. Ông cũng đề cập đến việc vào sáng sớm ngày thứ Năm, khu vực Mai Long Câu ở thị trấn Bán Kiến Môn, huyện Đan Ba, khu tự trị Cam Tư tỉnh Tứ Xuyên thuộc thượng nguồn của đập Tam Hiệp
đã hình thành một hồ chứa ngập úng do dòng chảy bùn đá chặn đứng dòng sông Tiểu Kim Xuyên. Hồ ngập úng là do các tảng đá lớn và cát bùn lăn từ trên núi xuống tạo thành một con đập tự nhiên ngăn dòng lũ trên sông. Điều này hoàn toàn là do khi xây dựng cầu đã không áp dụng các biện pháp phòng chống lũ lụt đúng cách. Ông Vương cũng nói rằng những nhà dân bị lũ cuốn trôi và những ngôi nhà được xây dựng trên bãi sông. Trong 70 năm kể từ khi Trung Cộng giành được chính quyền, họ muốn kiểm soát điều gì thì đều kiểm soát rất tàn bạo. Nhưng duy chỉ có nước là không thể khống chế được. Việc trị thủy của họ là một đống đổ nát, đây là điều do chính sách của họ gây nên. Thượng nguồn của đập Tam Hiệp nguy hiểm hơn khu vực hạ lưu. Trung Cộng tuyên bố rằng việc tái định cư của người dân ở vùng thượng nguồn đã hoàn thành, nhưng các thành phố mà chính phủ mới xây dựng đều được xây dựng lại vì tất cả đều không an toàn. Bởi trong trường hợp lũ tới, tất cả thành phố này sẽ bị đổ sập xuống sông. Các thành phố tái định cư mới được xây dựng trên các vị trí đều dễ bị sạt lở đất ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp như huyện Vu Sơn, huyện Tỷ Quy, huyện Ba Đông, huyện Phụng Tiết, huyện Khai Châu và các khu vực thành thị khác có địa hình trũng thấp hơn. Những nơi này cực kỳ nguy hiểm. Ông Tiền Vĩ Trường, giáo sư vật lý của Trung Quốc đã xuất bản một bài báo từ những đầu năm khi xây dựng Tam Hiệp. Nguy cơ vỡ đập hồ chứa Tam Hiệp sẽ khiến 6 tỉnh và thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang trở thành vùng ngập nước. Hàng trăm triệu người sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng. Ông cũng cho rằng đập Tam Hiệp là mục tiêu bị đe dọa bởi kẻ thù ở bên ngoài. Đối mặt với công nghệ, tên lửa đạn đạo hiện nay, đập Tam Hiệp không có khả năng phòng thủ. Khi bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp, ông Hoàng Vạn Lý, chuyên gia về công trình thủy lợi ở Trung Quốc, giáo sư tại khoa thủy lợi của Đại học Thanh Hoa đã đưa ra cảnh báo về các mối nguy hiểm do công trình đập Tam Hiệp trên các phương diện địa chất, môi trường, sinh thái và quân sự. Ông cũng cảnh báo về mức chi phí khổng lồ để xây dựng công trình, về việc sau khi hồ chứa Tam Hiệp bị vỡ, đá cuội sẽ làm tắc nghẽn dòng lũ ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên và cũng tiềm ẩn khủng hoảng di dân. Ông dự đoán rằng nếu đập Tam Hiệp được xây dựng thì cuối cùng nó cũng sẽ bị nổ tung. Thưa quý vị, theo Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, đến tối thứ Bảy, đỉnh lũ lớn nhất trong năm nay sẽ đến đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết thêm, do mực nước dâng cao, các khu vực dọc theo sông Trường Giang, con sông dài nhất của Trung Quốc, các nhánh Chu và Dinh cũng như các khu vực xung quanh hai hồ lớn nhất của Trung Quốc là hồ Bà Dương và hồ Động Đình có nguy cơ bị lũ lụt hoặc nhấn chìm. Sông Hoài chảy qua miền Trung của Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với nhiều trận lũ lụt. Ủy ban Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc của sông Hoàng Hoài đã tuyên bố vào Chủ nhật rằng mực nước của sông Hoài dài 620 dặm đã vượt quá mức nước báo động. Cũng cùng ngày, chính quyền Trung Quốc đã thông báo rằng đỉnh lũ thứ 3 của mùa lũ năm nay đã ập vào khu vực thượng nguồn sông Trường Giang, trong khi đỉnh lũ thứ 2 đã đến, kéo theo khu vực Trung Du. Trước đó, chính quyền địa phương đã mở đập Vương Gia Bá để xả lũ từ sông Hoài trong suốt 76 giờ, nhấn chìm khu vực Mạnh Hoa ở tỉnh An Huy, nơi sinh sống của 195.000 dân. Hai ngày sau, nhà chức trách lại xả nước sông Hoài đến khu vực Hồ Kinh Sơn, nơi sinh sống của 855 cư dân. Đây là khu vực thứ 8 dọc theo sông Hoài bị nhấn chìm. Theo truyền thông Trung Cộng, tỉnh An Huy do mưa lớn, chính quyền đã chỉ định 28 địa điểm dọc theo sông Hoài xả nước, có 2.287 trong tổng diện tích 3.909 dặm vuông là đất nông nghiệp. Nhà chức trách cũng đã xả nước từ Trường Giang đến vùng nông thôn nhưng không tiết lộ chi tiết. Theo Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc tính đến cuối năm 2022 có khoảng 659 triệu người sống trên lưu vực sông Trường Giang, 61% trong số họ sống ở vùng nông thôn. Kể từ đầu tháng này, mưa lớn đã tấn công lưu vực sông và những vùng rộng lớn ở miền Nam và miền Trung của Trung Quốc. Theo báo cáo, lũ lụt và lở đất đã xuất hiện tại hơn 27 tỉnh và khu vực. Để bảo vệ các thành phố, chính quyền Trung Quốc đã mở cửa đê và đập để xả lượng nước mưa đầy tràn vào vùng nông thôn, khiến hàng chục triệu người mất nhà cửa. Chủ nhật vừa qua, thành phố Nghi Tân ở tây nam của tỉnh Tứ Xuyên đã báo cáo một trận lở đất khiến cho ít nhất 2 người bị thiệt mạng, các nhà máy và nhà dân bị chôn vùi. Cùng một ngày, trận lở đất đã làm tắc nghẽn một dòng sông ở địa phương, đe dọa sự an toàn của 520 cư dân ở khu vực hạ lưu. Mặc dù truyền thông quốc danh và chính quyền đã giữ im lặng về tin tức lũ lụt kể từ đầu tháng này, nhưng cư dân mạng trên khắp Trung Quốc đã chia sẻ những đoạn video về lũ lụt, cho thấy mức độ nghiêm trọng của thảm họa. Trong khi lũ lụt tràn ngập thành phố Nam Kinh ở phía đông của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, chính quyền địa phương gần đây đã thừa nhận rằng một công ty xây dựng quốc doanh Xingning Urban Construction, công ty xây dựng đô thị Giang Ninh, đã đào vào một con đập trên sông Cần Hoài, một nhánh của sông Trường Giang để xây dựng khoảng 10 nhà hàng và quán bar. Công trình xây dựng này chiếm tới một nửa chiều cao của con đập và đã làm hỏng cấu trúc của con đập. Do vậy, có thể gây ra vỡ đê nếu đập bị vỡ. Nam Kinh, khu vực hạ lưu Trường Giang là nơi có khoảng 10,31 triệu người dân cư trú. Kể từ đầu tháng, một phần của thành phố đã bị nước lũ nhấn chìm. Và hôm qua, thành phố đã đưa tin độ cao của lũ lụt ở mức kỷ lục kể từ năm 1954. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi, để chúng tôi có thêm động lực mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.